nhanh gấp đôi, hỗ trợ truyền hình 4K. Dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng đường truyền Internet tốc độ cao, HOME gồm các gói, HOME1, HOME2, HOME3 cung cấp đường truyền Internet có băng thông tương ứng từ 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps, giá cước từ 189.000 đồng trên tháng. Tốc độ của các gói cước đảm bảo đường truyền mượt mà cho nhiều nhiều người dùng, nhiều thiết bị, ứng dụng cùng lúc thích hợp cho mức độ sử dụng của cả gia đình nhiều thành viên hay hộ kinh doanh nhỏ. Đặc biệt, tiêu chuẩn tốc độ mới của VNPT cũng nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao trải nghiệm giải trí khi xem phim, truyền hình 4K, Ultra HD hay các dịch vụ trực tuyến như livestream, video call, video conference, game online với HOME, những hạn chế về đường truyền trước đây như độ trễ, giật đều sẽ được giảm thiểu tối đa, duy trì kết nối nhanh chóng, ổn định cho người dùng đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng tích hợp cả truyền hình và Internet. VNPT cung cấp các gói cước HOME TV1, 2, 3 chỉ từ 239.000 đồng trên tháng. Ngoài tốc độ Internet tương tự như các gói HOME kể trên, với HOME TV1, 2, 3 khách hàng sẽ được sử dụng thêm dịch vụ truyền hình theo yêu cầu bao gồm đa dạng kênh trong nước và quốc tế được yêu thích như HBO, Mugby HBO, Fox Sports, Cartoon Network, Disney Channel, xem miễn phí hàng ngàn phim đặc sắc. Nội dung VOD và gói FIM+ VNPT cho biết cũng sẽ sớm giới thiệu dịch vụ truyền hình 4K dành riêng cho khách hàng của nhà mạng cùng nhiều gói nội dung tích hợp hấp dẫn. Đăng ký các gói cước HOME của VNPT, khách hàng cũng sẽ được nhận ưu đãi giảm giá từ nhà mạng, khi đóng trước cước 6 tháng, khách hàng được tặng ngay 1 tháng, khi đóng trước cước 12 tháng, khách hàng được tặng thêm đến 3 tháng. Ngoài ra, khách hàng được hoàn toàn miễn phí đầu thu. Ông Nguyễn Trường Giang Phó tổng giám đốc VN VinaPhone cho biết, các gói cước HOME đều nằm trong lộ trình của VNPT nhằm gia tăng trải nghiệm của khách hàng. Trước đó, VNPT đã công bố tiến hành nâng gấp đôi tốc độ internet dành cho tất cả khách hàng hiện tại trên toàn quốc từ mùng 1 tháng 6 năm 2019. Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục bổ sung nhiều tiện ích giải trí hấp dẫn cho dòng sản phẩm HOME, nâng cao chất lượng dịch vụ số đáp ứng nhu cầu giải trí và kết nối toàn trình của các hộ gia đình. Để tham khảo các gói cước HOME của VNPT, khách hàng có thể truy cập website HTTPS trên trên VNPT.com, Việt Nam hoặc gọi đến các tổng đài miễn phí 1800 1166 Mã Vùng 800 126. Ngọc Bình